Xin chào quý vị trở lại với chương trình của The USKT News. California, đảng Dân Chủ đã thông qua dự luật để trở thành tiểu bang trú ẩn cho những người chuyển giới. Mới đây, các thành viên của đảng Dân Chủ California đã bỏ phiếu thông qua dự luật đưa California trở thành tiểu bang trú ẩn cho thanh thiếu niên chuyển giới và cho cả cha mẹ của họ đang trốn tránh việc truy tố ở các tiểu bang khác vì tội làm nhục trẻ em. Dự luật được Thượng viện thông qua SB 107 với cái tỷ lệ phiếu thuận là 30 trên của đảng Dân Chủ và 9 theo các đảng phái tại Thượng viện của tiểu bang California. Ngày cuối cùng kỳ họp lập pháp, Thượng nghị sĩ Bob Herbert của Dân Chủ đã không bỏ phiếu. Thống đốc bang Newsom có thời hạn đến ngày 30 tháng 9 để phủ quyết dự luật chăm sóc sức khỏe khẳng định giới tính hoặc ký thành luật. Đương nhiên, Newsom ngày hôm qua kêu cả một cái thiên hà tại tiểu bang California phải để nhiệt độ 78. Nhưng mà trong bản chất trong nhà của ông lạnh đến cái mức độ là gì? Phải mặc áo lạnh đó. Cuộc bỏ phiếu này diễn ra sau một phán quyết của tòa án liên bang 26 tháng 8. Bãi bỏ quy định của chính phủ Biden buộc các bác sĩ phải thực hiện các thủ tục y tế. Trong đó có thủ tục liên quan đến chuyển giới đi ngược lại niềm tin tôn giáo của họ. Trong một thảo luận dự luật nói trên thì thượng nghị sĩ Melissa Menendez của đảng Cộng hòa Lake Alsinoa đã hỏi liệu những người ủng hộ gồm thượng nghị sĩ Scott Wiener của Dân Chủ San Francisco, tác giả của dự luật, đã nghiên cứu đầy đủ những tác động can thiệp y tế đối với giới tính trẻ em hay chưa. Chỉ rằng một số nước Âu Châu như Thụy Điển dường như cũng đang rời khỏi cái mô hình chăm sóc sức khỏe và định nhìn lại giới tính của trẻ em. Chúc mừng California. Và đó là bản tin ngắn của The USKT News. Xin chào tạm biệt. Chúc mừng đóng ngoặc mở ngoặc. Hẹn gặp lại trong chương trình của The USKT News tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.